Tiếp tục chào mừng các bạn tới kênh YouTube của Kim Bảo Audio. Hôm nay mình sẽ giới thiệu hoặc là mình thanh lý cho các bạn những cặp loa như thế này. Thì gồm có là bốn cái này, bốn chiếc như thế này và một cặp súp đôi 5 tấc. Thì mình thanh lý những dàn này thì tầm một dàn như vậy, dàn loa thôi nha, tầm khoảng 32 triệu. Nếu như mà các bạn gồm thêm các thiết bị âm thanh á, thì mình tính thêm thôi, nhưng mà đầy đủ á, thiết bị âm thanh cho đủ những cặp loa như thế này mình tính là khoảng 60-65 triệu cho các bạn. Thì nhưng mà hiện tại mình chỉ còn loa, nếu như các bạn cần các thiết bị âm thanh khác thì bên mình sẽ hỗ trợ cung cấp thêm cho các bạn. Nhưng mà trước mắt thì mình sẽ có những chiếc loa như thế này là 32 triệu, gồm tất cả là 6 chiếc loa như thế này. Thì ok, thì Caramel sẽ quay lại gần, mình sẽ hướng dẫn thêm và chỉ thêm các bạn ha. Thì cái bát như thế này, một chiếc bát như thế này là mình đang sử dụng là từ là 220 con 100, thì thương hiệu là BW luôn. Thì mình đã tháo ra cho các bạn xem như thế này rồi, là LF15104. Thì công suất của nó là tầm khoảng 500W ha. Các bạn có thể xem những thông số cơ bản của nó như thế này, thì có rõ ràng JBL luôn, mình chỉ nói sơ những thông số chi tiết thôi. Đây là từ 220 con 100, thì mình sẽ lập sơ lại cái mặt trước cho các bạn xem. Nó khá là nặng, mặt trước nó cơ bản như thế này các bạn. Đấy, thì là muốn chi tiết thì bạn sẽ quay xuống dưới ha, quay xuống dưới đi. Quay xuống dưới thì nó như thế này. Nó sẽ gồm như thế này, bát 40 thì cái loa thiết kế nhỏ gọn bạn, nó như này, nó nhỏ hơn những cặp bình thường mình bán rất là nhiều. Nhỏ gọn nhưng mà nó dễ khiêng cho các bạn. Thì phía trong nó sẽ có mút xốp như thế này ha. Mút xốp màu trắng như thế này. Dây này thì nãy mình tháo cái bát ra rồi nên mình dễ quay cho các bạn xem thôi. Đây là cái bát, đây là gỗ ván ép sơn sần bên ngoài chống nước cho các bạn. Đây là hồng càng, hồng chép. Thì qua bên này thì mình sẽ giới thiệu cho bạn cái chép ha. Chép thì mình là cung cấp BW, thì chép cũng là BW luôn, thì nó là 790, chép 790 đây. Thì đó, thì quay vô trong luôn ha, quay vô trong để xem được cái bật đèn flash lên cho mọi người thấy phía trong luôn cái mạch lọc ha. Đây các bạn sẽ thấy bên trong là cái mạch lọc của GHS. Thì mạch lọc mình chia làm mà hai cái cặp bát, một cái cặp một hai cái bát một cái chép để xem. Nhưng mạch lọc thì bạn sẽ thấy được đây là mạch lọc của GHS, nó phân chia ra là bát chép riêng ha. Rồi thì đây là quay ra, thì đây là hai cặp này thì mình mở sơ cho các bạn xem rồi ha. Thì tí nữa mình sẽ test cho bạn xem thử cái bốn cái loa luôn. Thì ok, quay lại cái súp. Súp súp này là mình sử dụng cho hai cái súp đôi. Súp đôi 5 tấc từ là 260 côn 125. Thì tí nữa mình chế quán này thôi, cái này thì mình không test, mình đang ở trong nhà ấy nên mình hạn chế test súp ha. Mình tí nữa mình sẽ test bốn cái full cho bạn nghe. Thử chất âm của bốn cái full như thế nào. Đây đây là cặp súp côn 125. Một cặp là bốn cái bát như vậy nhé bạn. Rồi. Thì bây giờ mình sẽ test cho các bạn nghe thử của bốn cái chiếc như thế này, như sẽ nghe chất âm như thế nào. Thì mình đang thanh lý là bốn cái này với lại một cặp súp đôi 5 tấc từ 220 lọt từ 260 côn 125 là 32 triệu. Các bạn cần thì có thể liên hệ số điện thoại trên màn hình. Ok, mình sẽ test thử chiếc âm cho bạn nghe. Đó các bạn ha, thì bây giờ mình sẽ test chiếc âm thực tế cho bạn nghe thử coi bốn chiếc loa này nó sẽ có công suất như thế nào. Tại vì mình đang quay ở trong nhà nên các bạn thông cảm là mình không thể quay được cái cặp súp này được, nhưng với lại không gian khá là nhỏ nên các bạn có thể đeo tai nghe thì nghe chiếc âm nó sẽ chính xác hơn giúp mình ha. Rồi mình sẽ test cho các bạn. Thì mình đang sử dụng là con men CD 12.000. Quay lại giúp ha. Mình đang sử dụng con men CD 12.000, mình đang để công suất vào tầm khoảng 1 giờ. Và mình đang sử dụng tạm con Vanker B3. Thì tí nữa mình sẽ cho con Vanker B3 này sử dụng cái đường nhạc vào là khoảng 12 giờ. Thì ok, bạn sẽ thấy tại vì mình đang sử dụng ở trong không trong nhà, thì nếu ở ngoài trời á thì hoàn toàn các bạn sẽ sử dụng công suất lớn hơn.
cái này có thể đến 2 3 giờ cũng được, mang công suất có thể đến 3 giờ cũng được. Đó, do mình ở trong nhà nên bạn thông cảm là mình để công suất vừa đủ với bạn nghe, thì mình sẽ test cho bạn nghe thử chức năng của con này, của 4 chiếc loa này nha. Các bạn có thể thấy đấy, thì cái này mình sử dụng là từ 220 cc/100 nên bạn nghe tiếng bass rất là căng, rất là lực ha. Cái đó thì mình trong khi đấy thì mình còn chưa sử dụng cái cặp súp này các bạn. Khi bạn sử dụng ngoài trời cái cặp súp này thì bạn nghe tiếng súp nó rất là ép tim, rất là lực rồi, đúng không? Đó, mình đang sử dụng con van cơ B3, con van thường các bạn, con van này khá là rẻ. Khi bạn sử dụng những con van như chất lượng hơn hoặc là những con đẩy công suất chất lượng hơn, nó chia các bạn sử dụng phân tầng nữa hay là sử dụng cái cốt nữa thì nó chia âm thanh ra rất là hay rồi. Mình đang sử dụng cái dàn cơ bản, dàn con B3 này sẽ sử dụng cho dàn gia đình thôi, nhưng mà mình đem qua sử dụng cho con này luôn thì bạn có biết cái dàn này nó uy lực và cỡ nào rồi đấy. Thì 6 cái loa 1 2 3 4 5 và phía xa xa kia nữa là 6 cái đó mình đang thanh lý cho các bạn, thì 32 triệu ha. Thì tính cơ bản thì một cặp này 12 triệu, một chiếc này 5 triệu một cái, thì một cái là 32 triệu đó. Các bạn mua tổng hết luôn thì 32 triệu ha. Thì các bạn cần mua lẻ mình cũng có thể bán luôn, nhưng mà mua lẻ hai cặp nha bạn, chứ không lẻ một cái. Hai cặp này thì chắc riêng mua lẻ chắc thì khoảng 10 triệu một cặp đấy bạn. Lúc trước mình bán tầm khoảng 15 triệu một cặp khoảng đấy. Thì để có thể sử dụng cho những cái này thì mình tính cơ bản cho các bạn ha, thì một cái micro nè, một cái bàn mixer nè, một cái cốt để chia ra súp nè, chia ra phone riêng nè, hai con men nè, hai con men thì hai con men thường mà bạn muốn rẻ thì hai con là 20 triệu nè, rồi 20 triệu với này 32 triệu là 52 triệu nè, con cốt thường nè, một cái micro, một bàn mixer nè, cơ bản là hãy 52 rồi đúng không, thì tầm khoảng 60 đến 65 nằm trong khoảng đấy. Thì ok, thì còn cái tủ nè, thì bạn mua hết thì tặng cho bạn cái tủ luôn đấy. Dây loa hoặc là dây kết nối các thiết bị thì bạn mua hết một dàn như vậy, tất nhiên sẽ tặng cho các bạn hoàn toàn. Thì
mua hết luôn. Là hiện trước mắt thì mình chỉ còn thanh lý 6 cái la thôi, và còn bạn cần hỗ trợ thì mình sẽ mua giùm và thêm các thiết bị âm thanh đó nữa. Thì tất nhiên các thiết bị âm thanh đó thì nếu bạn mua chính hãng chính gốc hoặc là giá bán bình thường thì sẽ cao hơn. Còn mình đã thanh lý những cái loa này và mình mua hỗ trợ cho các bạn thì tất nhiên giá nó sẽ rẻ hơn so với các những gì bạn mua lẻ. Thì mình tính cơ bản 6 cái loa này mà một dàn âm thanh các anh em mà trên thị trường bán cũng phải 8 đến 90 90 đến 100 triệu một dàn như thế này. Đấy, mình đang thanh lý thì tổng dàn cho các bạn sẽ tầm khoảng 65 thôi ha. Thì ok, thì chắc mình sẽ kết thúc cái video này ở đây. Thì số điện thoại mình sẽ để trên màn hình trên góc phải các bạn, thì các bạn cần có thể liên hệ số điện thoại cho mình, thì có Zalo hoặc là gọi cho mình trực tiếp cũng được. Thì mình sẽ để cái video này trên YouTube, thì các bạn cần thể liên hệ cho mình ha. Nếu cái thấy video này hay thì bạn sẽ đăng ký kênh giúp bên mình thì để nhận được những video thanh lý giúp bên mình. Thì cái video này chắc nằm trong khoảng cuối năm, thì trong cuối năm thì mình sẽ còn nhiều video thanh lý nữa, nên các bạn sẽ đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất từ bên Kim Bạc Audio. Thì một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi video ha. Thì hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo từ Kim Bạc Audio.